Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Mạnh. Không phải ai bây giờ mang đường ra riêng
các cụ phải có đường, các cụ phải chấm được chứ. Thế mình cứ bình thường ăn thôi, cho đường mà rồi thế đâu này, bảo tôi không có món đường tôi ăn bỏ thế đứt đứt xong rồi ăn lấy kia ăn là được, thì ông cắt ở giữa thì nó nát rồi ăn là vừa từ ngoài vào nó trong bao quanh đó. Quên một con mòn xay hơi to, xay lắm, đó nhớ, bên đi vào lấy, đưa lên bồn cái rồi biết đây xay hơi to, không, nó không bắt đâu, may quá hơi to là phải đấy, không có chín là thành ngoài, ừ, thế là được rồi, lại có thế nào, ngon thì biết là ngon rồi, rồi quá rồi, là nó lo quá, thay thay đầu tiên để ra đây nữa ngon rồi, nhưng mà cơ bản là thay cho bên cá, bên lấy cá ra đây trước, không bên không hoàn sao mà thay mát tiên bây giờ lắm, lúc đi vào bên cá biết thôi, thay sầu riêng đây thế con em quản ra cho không có khối đấy mấy mũi ở nhà dưới làm gì có khổ mà ông bảo đem quản nhà nhà lanh bên viên là người ta thấy quẩn đấy cho mà cái đường vàng không bảo tôi bảo tôi đánh về đây thay không đấy mỗi một người không đem về đây mà thay xin quẩn hơn quẩn y vật lợn muối này là bé thế còn nó còn lục cả muối nữa này thế mà chẳng muối nào thay mít à ba muối à năm muối là năm muối này thay mít là dưới này gì hai muối nhỏ hơn và ba muối to em ăn đi này. Đây, nó cái quả nó từ từ ở đây, xong rồi nó cứ lục lục muối nó ra này mà tách muối nào cũng có thấy luôn. Đưa cái mít về bên kia cho bà. Thằng Đức nó bảo là hồ mang cho em bé này nó không biết ăn hải sản nên tôi giống nó và thế thôi nuôi khó lắm. Đi ra đây. Mọi thịt ra đây, mùi vấn đề thì mọi người phải ăn cơm ra đây. Chỉ biết mà, ra đây là mùi cắt nhiều chỗ ở dưới không có mùi đấy. Nó quá à. Tín quá nó mà nhiều chỗ ở cái dưới nó không có mùi. Ở bên dưới cái của hành kia đúng không? Hai mi ăn đi. Ngoan, con nhân mít nhìn. Bà đi chuẩn bị cây ấy. Ta xây nhà thì ta để cho con trai ta nửa quả và nó ta đem nửa quả đi bán. Ngồi ra đây con ngon nó gãy. Vân hồi xưa con bầu toàn ăn sầu riêng. Ra mà phát biết ăn sầu riêng luôn, không cần phải dậy. Sầu riêng này là người ăn thì chết ra. Em này có tiền hả? Em này em này đến sang hơn. Thời hiện đại rồi, sang hơn. Em này béo nghe này, em này cái. Bố con ăn được mà, mì đấy là bố mới. Con ăn rồi. Cái gì con ăn bạch, cái gì vậy, cái kia. Con ăn rồi. Ăn sầu riêng ăn trước, xong ăn mít không? Ăn sầu riêng trước. Ăn sầu riêng trước. Thế con cắm một miếng bố không? Đừng lấy lát ăn đi. Mất công mua về là con mua mỗi mở miếng mà ăn. Thôi tôi biết không? Ăn nha. Ta hơn nhiều cái ẩn tạm. Con còn bà thức. Ừ, nó sẽ biết ăn gì. Vâng, đó là nó. Ba, ăn đi, ăn đi. Ôi đó, ba bà biết. Vâng. Mập. Cái muối bây giờ cũng mới quá. Mập. Không. Cái chân. Ta hẳn vậy, chả nhịn một hai quả về. Cái muối em muối bé hơn đấy, tí là đâu, đây là cái ăn quá cái vị muối ai, vừa phước vừa ngon, chín quá, ăn được tí này, mấy lần bạn mua ăn được sượng ăn trắng, trộn cả trộn, rõ ràng đắt mà ăn lại sượng ngon. Mình tốt thì tuổi có ăn thêm. Mình có quá. Ăn thường là vui mà còn ăn thôi. Một số chương trình là hôm nay thì thấy nó còn ngồi nữa. Ăn thường có cả thấy ngồi mà. Không được. Hôm nay đã bảo chị mới hạ một xe xuống. Ở đâu? Ở đâu? Ngoài thôi. Chị đến hôm nay là đầu tiên bán xấu ra. Chị này chị chọn cho chị toàn quá. Mình không nhận
lục lục ra, toàn thấy muối lục ra này không? Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.